Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 12 tháng 12 năm 2022 trên báo Tây Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Chủ tịch nước gặp mặt ban liên lạc của chứng binh sư đoàn 341 Việt Nam-Lào trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo khai mạc hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh. Giá xăng giảm mạnh. Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, 33 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022, 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022. Chiều nay 12 tháng 12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu Ban liên lạc Hội cựu chiến binh sư đoàn 341 cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cách đây 50 năm, theo yêu cầu cấp thiết của chiến trường, ngày 23 tháng 11 năm 1972, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Sư đoàn Bộ binh 341 chính thức được thành lập với tên gọi Sư đoàn Sông Lam, tên dòng sông trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu. Đi qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia, sư đoàn có hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh và hơn 9.000 thương bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, sư đoàn vinh dự được đảng nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một huân chương Hồ Chí Minh, hai huân chương chiến công hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ấn tượng và khâm phục những chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận biểu dương những chiến công thành tích xuất sắc của sư đoàn trong 50 năm qua. Giờ đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh của sư đoàn 341 tích cực tham gia ban liên lạc truyền thống sư đoàn tại 23 địa phương. Chủ tịch nước đánh giá cao cựu chiến binh sư đoàn luôn giữ gìn phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ, đoàn kết nghĩa tình giúp đỡ nhau, thường xuyên tổ chức thăm động viên các gia đình chính sách, giúp đỡ các hội viên khó khăn về kinh tế, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, để triển khai một cách đồng bộ toàn diện chủ trương đường lối mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy chỉ huy sư đoàn 341 cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng, tập trung xây dựng đảng bộ sư đoàn trong sạch vững mạnh, có chủ trương lãnh đạo sát đúng tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ nhất là quản lý sắp xếp huấn luyện quân dự bị động viên sẵn sàng khôi phục sư đoàn đủ biên chế khi có tình huống tiếp tục giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của bộ đội cụ hồ luôn là tấm gương sáng cho gia đình con cháu nơi theo có các hoạt động nghĩa tình đồng đội hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống nhất là với những gia đình liệt sĩ các hội viên là thương binh và hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhất là với những gia đình liệt sĩ, các hội viên là thương binh và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm hơn cựu chiến binh về hưu để họ phát huy tinh thần tự lực tự cường, yêu nước cách mạng trong cuộc sống. Sáng nay ngày 12 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có cuộc hội đàm với đồng chí Khâm Văn Phởi Nhà Vong, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tại hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và nghị quyết Đại hội 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Về các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Khâm Phan phải Dạ Phong nhất trí cần quan tâm công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác cán bộ, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy si thoái tư tưởng đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong không khí cởi mở chân thành, tin cậy, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các vấn đề trọng tâm của công tác tuyên giáo. Hai bên cũng trao đổi về việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022-2026, nhấn mạnh vai trò của hai ban trong công tác tuyên truyền, tham mưu chiến lược và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sáng ngày 12 tháng 12 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh Học sinh Trung học Phổ thông lần thứ ba. Hội thao được tổ chức định kỳ 4 năm một lần nhằm mục đích đánh giá lại công tác học tập môn giáo dục quốc phòng trong chương trình giáo dục phổ thông. Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 tại nhà thi đấu đa năng Sân vận động quân khu chính thành phố Cần Thơ với sự tham gia của 232 huấn luyện viên và 632 vận động viên thuộc 54 đoàn trên toàn quốc hiện nay công tác giáo dục quốc phòng an ninh đóng vai trò quan trọng góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên học sinh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tại hội thao lần này các vận động viên sẽ tham gia thi chính nội dung gồm hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh đội ngũ tiểu đội đội ngũ từng người không có súng kỹ thuật cấp cứu chuyển thương ném lựu đạn xa trúng đích tháo lắp súng tiểu liên AK, vận dụng các tư thế động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu, chạy vũ trang 800m, bắn súng tiểu liên AK. Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài Chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 RON92 giảm 1.330 đồng một lít xuống mức 20.340 đồng. Xăng RON953 giảm 1.500 đồng một lít ở mức 21.200 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel là 21.670 đồng một lít, giảm 1.540 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 21.900 đồng, giảm 1.660 đồng một lít. Dầu mazut giảm 940 đồng, có giá mới là 13.010 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu, mỗi lít xăng từ 300 đến 400 đồng vào quỹ. Các loại dầu trích vào quỹ từ 500 đến 800 đồng và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước. Còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Thủ tướng thăm mô hình ba nhà trong đông nghiệp Hà Lan. Chuyên gia Mỹ khẳng định ý nghĩa của Inglot 1982 với các nước nhỏ. Mỹ sẽ mời Nga tham dự hội nghị APEC 2023. FIFA công bố trái bóng ở bán kết và chung kết World Cup trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Hà Lan sáng ngày 12 tháng 12 giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm trung tâm nhà vườn quốc tế World Horti Central VKHC, ở tỉnh Nam Hà Lan. Đây là tổ hợp điển hình về sự kết nối theo công thức tam giác vàng giữa chính phủ, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp. Các cơ sở nghiên cứu chế tạo máy móc liên quan đến trồng trọt gửi tới đây các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng, vừa là công cụ học tập nghiên cứu, vừa là công cụ sản xuất ra sản phẩm thương mại trung tâm có 3 khu liên hoàn giáo dục đào tạo, nghiên cứu phát triển, hợp tác kinh doanh. Nơi này cũng là diễn đàn chia sẻ về công nghệ đổi mới sáng tạo của lĩnh vực trồng trọt trong nhà kính. Hàng năm, trung tâm này tiếp đón khoảng 30.000 khách, chuyên gia quốc tế đến tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo trong ngành trồng trọt và tham gia các hội trợ. Chia sẻ với các chuyên gia nhà khoa học, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam hiện đang phát triển tam nông theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh do đó đề nghị ngành nông nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, học tập, bổ sung cho nhau trong phát triển nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong hợp tác, Hà Lan có thể giúp Việt Nam về công nghệ chế biến, thị trường, các sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trên thế giới. Việt Nam có thể giúp Hà Lan về phát triển nguyên liệu. Thông qua đó, hai bên đều có thể mở rộng thị trường cho nhau. Thủ tướng tin tưởng trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, sau chuyến thăm này của Thủ tướng quan hệ hợp tác về kinh tế, trong đó có hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Hà Lan sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 có ý nghĩa quan trọng đối với các nước nhỏ và đang phát triển, đây là nhận định được chuyên gia Mỹ về biển Đông đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ nhân kỷ niệm 40 năm ký kết UNCLOS 1982. Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Jerzy Boling, giám đốc chương trình Đông Nam Á và sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về biển Đông cho rằng, văn kiện này có ý nghĩa quan trọng khi tạo ra một hệ thống bình đẳng hơn cho tất cả các quốc gia trong việc tiếp cận và quản lý các nguồn tài nguyên biển cũng như được hưởng các quyền của mình. Về vai trò của UNCLOS 1982 trong việc giải quyết tranh chấp biển ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Ông Paulin cho rằng, văn kiện này đã đặt ra những giới hạn cho những tranh chấp, đồng thời tạo ra một quy tắc thống nhất về cách thức thực hiện các yêu sách hàng hải. Văn kiện đã làm cho việc giải quyết các tranh chấp khả thi hơn và buộc các quốc gia phải làm rõ các yêu sách trong nhiều trường hợp. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Nga đang ở tình trạng xấu nhất trong hàng chục năm qua, giới chức Mỹ hôm nay thông báo sẽ mời Moscow và tham dự các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC do Washington đăng cai vào năm tới. Quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách APEC, ông Matt Murray, xác nhận Mỹ sẽ mời Nga tham dự hội nghị APEC 2023, đồng thời khẳng định cả Washington và Moscow đều là những thành viên tích cực của diễn đàn này. Tuy nhiên, ông Murray không cho biết Liệu tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo APEC dự kiến diễn ra ở San Francisco hay không? Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã cử đại diện là phó thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov tham dự hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Thái Lan hồi tháng trước liên quan tới công tác tổ chức APEC 2023. Nhà trắng mới đây cũng cho biết ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden là thúc đẩy vai trò đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy của các nền kinh tế thành viên APEC đồng thời tìm kiếm những giải pháp chung để mở ra cơ hội kinh tế, thịnh vượng và phát triển cho tất cả các nền kinh tế thành viên. Chỉ còn 4 trận đấu nữa vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 sẽ chính thức khép lại. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã giới thiệu trái bóng thi đấu chính thức cho các trận bán kết và chung kết của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này. Nếu như quả bóng được sử dụng tại vòng bảng vòng 1-8 và tứ kết có tên Anvila, theo tiếng Ả Rập có nghĩa là hành trình, thì trái bóng sử dụng cho bán kết và chung kết có tên Anhim, nghĩa là giấc mơ, đại diện cho giấc mơ chung mà cả bốn quốc gia cùng hướng tới. Đó là ngôi vô địch thế giới. Anhim vẫn được tích hợp các công nghệ có trong trái bóng Anrila, nhưng được làm bằng vật liệu cao cấp hơn. Hoa văn trên trái bóng Anhim có màu hạt dẻ giống như màu trên quốc kỳ Qatar. Ngoài ra, phần da của Anhim có màu vàng, tượng trưng cho vùng sa mạc của Qatar và chiếc cúp vô địch World Cup Bên cạnh đó, anh Hiêm cũng là trái bóng thân thiện với môi trường hơn những trái bóng khác từng được sử dụng tại World Cup khi được làm hoàn toàn bằng mực và keo gốc nước. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo Tây Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang Youtube, Facebook và các hạ tầng khác của báo Tây Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!